Đầu tiên là về chia sẻ về cái quy trùy vận hành của con người. Cái này em chia sẻ cho mọi người rồi đúng không? Bây giờ ôn lại nhá. Theo mọi người thì cái quy trình vận hành của con người là như nào? Từ kiến thức. Nhung. Từ kiến thức. Cái hiểu xuất phát từ kiến thức, mọi hành động, mọi hành vi đều xuất phát từ kiến thức. Ờ. Rồi, Mai thì nói chắc là cùng ngôn ngữ mình ấy. Quy trình vận hành của con người như nào? Em còn chưa hiểu. Tức là chưa hiểu câu hỏi rồi. Nhắc lại thôi. À cái lúc nãy chị nói về một từ ban đầu á. Đúng rồi. Em nói từ cái phần chị nói từ nhá. Thì em hiểu nhá. Chẳng hạn như khi mình trao đi một kiến thức nào đó, đúng chưa? Kiến thức trao đi là như nhau. Cách nhận kiến thức của mỗi người là khác nhau. Là do nó phát triển là do từ cái tiềm thức của mình. Đúng không nhỉ? Kiểm tra lại đúng không? Rồi nó sẽ phát hiện nó từ cái tiềm thức của mình. Có những người đón nhận nó bằng cái hình thức tích cực, có những người đón nhận bằng cái hình thức tiêu cực. Và cái tích cực hay tiêu cực nó là do cái niềm tin cũ của mình đang có, là nó đối với cái kiến thức mà mình tiếp nhận đấy. Trước đó nó như thế nào, chẳng hạn trước đó mình đang suy nghĩ về cái đấy nó không được tốt, thì khi mình đón nhận cái kiến thức này mình sẽ cho rằng nó sẽ không tốt. Và ngược lại, nếu như mình đang có một cái gì tiền đề trước là nó bản chất là nó không cần nó là nghĩ xấu, nó chỉ cần nó là bình thường thôi, thì mình có thể đẩy nó lên là cảm xúc tốt. Và tất cả đến khi mà mình muốn được thay đổi cái tư duy và cái kiến gọi là cái tiềm thức đó, thì mình sẽ cần phải cần có môi trường. Và từ cái môi trường đó nó sẽ giúp cho mình là nó tức là theo cái môi trường tích cực hay là tiêu cực thì cũng là do những người xung quanh tác động vào. Ứng dụng vào sale bảo hiểm thì như thế nào? Ứng dụng vào sale bảo hiểm thì thực ra đối với khách hàng, những khách hàng đang là tiêu cực, ý chị muốn hỏi về cái đúng không? Đối với những khách hàng đang là tiêu cực thì mình cần phải cho những khách hàng đó tiếp cận được những cái thông tin và giải hóa dần những gì từ trước đó người ta đang cảm thấy không tốt với bảo hiểm. Ví dụ như trước đó người ta đang nghĩ bảo hiểm là lừa đảo, thì mình phải có những cái bằng chứng chứng minh được cho khách hàng đó là có những cái ca chi trả thực tế ở đâu đó xung quanh họ. Và bản chất đó là người này người kia, tức là hoặc thậm chí là các trang mà người ta tin tưởng, chẳng hạn như người ta đang theo dõi những cái hình thức tiêu cực đấy bằng Facebook. Thì mình cũng có thể chứng minh trực tiếp những cái hình ảnh mà tốt trên Facebook để cho người ta cũng có những cái sự suy nghĩ tại sao lại có sự lệch hướng nhau như thế. Hoặc là có thể bằng báo, bằng tất cả mọi thứ. Bản thân những người đã không tin thì người ta cũng sẽ không tin những lời mình nói. Người ta tin vào những cái thông tin xung quanh đó, và người ta sẽ thường thường đón nhận những cái thông tin chính thống. Thì cả những thông tin nào mà đáng tin cậy người ta sẽ dễ hiểu hơn đó. Còn đối với những người mà là có cái suy nghĩ bình thường rồi, tích cực rồi, thì mình cũng chỉ đơn giản là mình đưa thêm cho họ những cái gọi là lý do, cái lý do cần thúc đẩy để người ta cảm thấy là phải gấp, phải luôn, chứ không cần phải là, chứ không phải lúc nào cũng từ từ. Thực bài nhở, con chẳng vỗ tay cho Mai đi nói từ đầu đến cuối đi siêu chứ lị. Thì em thống kê lại cho mọi người nhá, cái quy trình vận hành con người mình nhớ đây là cái quy luật và ai cũng thế, đó là họ chỉ làm theo những gì họ thấy họ là đúng. Tức là cái gì ạ? Bản thân họ thấy những cái thông tin đấy họ là đúng thì họ làm theo, còn nếu như họ không thấy đúng họ không làm theo, thì đây là quy trình vận hành con người. Giống như bản thân mình đúng không, bảo mình lên quản lý mình chưa thích lên, mình không thấy nó đúng, mình không thấy nó tốt, mình không lên, đúng không? Thì sao? Nhưng nếu như mà tự mình nhận thấy lên quản lý bảo hiểm thì có những cái gì, cái lý do tại sao mình phải lên, mình nhận ra điều đó và mình thấy đúng thì mình làm theo, và lúc đó không cần phải ai nhắc nhở dù hết, mình sẽ tự làm. Thì đấy là cái quy trình vận hành con người, là thấy đúng thì làm, đúng chưa? Thấy đúng thì làm. Vậy thì bây giờ cái việc mà mình phải chứng minh cho họ là những cái việc mình chia sẻ với họ là đúng. Thì tại sao có một cái quy luật, tại sao là khi mà cái thông tin, giả sử như một cái thông tin, đây là cái thông tin đưa ra giống nhau không? Ví dụ như là có ba người khách hàng A, khách hàng B, khách hàng C. Ba cái thông tin này đi ba phía đều giống nhau, cái lượng thông tin này là đều giống nhau, không có gì là khác nhau cả. Nhưng mà họ sẽ có những cái phản ứng sao? Khác nhau. Ví dụ như ở đây là tiêu cực, ở đây là gì? Tích cực. Ở đây chả có quan điểm gì hết. Ví dụ như vậy, không đưa ra một cái quan điểm gì hết. Vậy lý do tại sao có những cái phản ứng như thế này? Tiềm thức cũ. À, toàn bộ những cái phần này là do cái niềm tin cũ. Niềm tin cũ của họ dẫn đến những cái phản ứng như thế này. Đúng chưa? Lý do bởi vì sao? Thông tin là như nhau,
cùng một ngày buổi họp hôm nay Huyền cung cấp cho các anh chị một cái thông tin như nhau thôi, nhưng mà các anh chị đón nhận những cái thông tin đấy thì mỗi người một khác, không ai giống ai cả. Cái lý do vì sao? Vì cái niềm tin cũ của họ là của các anh chị là khác nhau. Vậy thì của khách hàng cũng thế, niềm tin của những cái người tiêu cực là gì? Từ trước đến nay họ đều, tất cả những cái thông tin họ tiếp nhận từ bên ngoài vào đến thân họ về bảo hiểm nhân thọ là đều tiêu cực. Bảo hiểm toàn đóng vào thì dễ, rút ra thì khó. Bảo hiểm cho gọi là khách hàng nhưng mà điều khoản rất léo, rồi các kiểu ABC, đúng chưa? Là niềm tin xung quanh là họ chứng kiến, họ nghe, họ xem trên Facebook, họ nghe người này người kia nói, nhưng thực tế là họ chưa có tham gia, chưa trải nghiệm, họ chưa biết như nào. Vậy thì ở đây cái niềm tin cũ của họ như vậy, cho nên là cái dữ liệu thông tin mình đưa đến cho họ, họ có ngay một cái suy nghĩ là tiêu cực. Khi mà xử lý thông tin thì cái tiềm thức não bộ của họ là đừng mua bảo hiểm lừa đảo đấy, đừng mua bảo hiểm cho vào thì dễ, rút ra thì khó đấy. Tức là họ xử lý cái thông tin và họ đưa ra thông tin này. Và khi mà cái dữ liệu trong tiềm thức họ đưa ra thì bắt đầu họ sao? Họ phản ứng lại với người tư vấn viên và họ từ chối. Thế thì đối với những người tích cực thì sao? Khi mà cũng một cái thông tin đấy, cũng một cái buổi hội thảo đấy, họ nhận thông tin nhưng mà vì xung quanh thấy cái chị hàng xóm bị ung thư xong chị được chi trả, thấy anh làng bên bị tai nạn xong anh được bồi thường, thấy có người đáo hạn 10 năm tham gia nhận được hợp đồng, thế là thế làm sao? Họ có những cái thông tin tích cực thì cái niềm tin cũ, tất cả những cái niềm tin cũ đó của họ coi như làm sao? Ok, thì không, khi thông tin bảo hiểm đến với họ là họ sẽ tiếp gì? Tiếp nhận. Và họ chỉ đưa ra những cái băn khoăn là họ lo sợ thêm một số vấn đề nữa, thì lúc đó mình làm sao ạ? Mình là người xử lý. Thế còn nó có những người chẳng có cho mình cái quan điểm gì hết, là bởi vì cái niềm tin cũ về bảo hiểm của họ trống trơn à? Chẳng có cái gì cả. Anh chị có gặp khách hàng nào như thế thôi không? Có, rất nhiều. Nhiều đúng không? Ô, chị chưa nhận bảo hiểm bao giờ? Không, nhưng trước đây thì nhiều, bây giờ thì ít. Trước đây thì nhiều đúng không? Thì lúc đó làm gì? Tức là niềm tin cũ họ chưa có cái gì cả thì dễ không? Như trang giấy trắng. Thế thì như trang giấy trắng thì lúc đó mình lại phải làm sao? Đưa cho họ cái gì? Cái lý do. Đúng không? Đưa cho họ cái lý do học rồi. Lý do họ phải tham gia bảo hiểm. Đây Hiếu đưa bút gì? Toán bút hết mực. Hiếu hết mực à? Hết lâu rồi. Để lâu không dùng. Đưa bút gì mà chuẩn bị bút, toán bút hết mực cái này. Mực này là mực kéo dài. Dài à? Nó không phải là dùng cái hết ngay. Chứ đã hiểu sao. Chứ dùng cái hết ra hết rồi. Thanh niên trai tráng chưa vợ con, tăng đưa bút hết mực. Để lâu là mọc veo đấy. Vậy thì cái quan trọng nhất là cái niềm tin cũ. Vậy việc sale của mình, nghề sale của chúng mình, công việc chúng mình nhận ra là gì? Thay đổi. Thay đổi niềm tin cũ của họ. Vì thực ra công việc này mua trên là cái gì? Niềm tin mà, cái người ta có tin các anh chị thì người ta mới mua chứ, đúng không? Bản thân tin Nhung thì mới mua, tin Mai thì mới mua chứ. Không tin thì người ta có mua làm gì? Mặc dù bây giờ bảo hiểm thông tin thì đấy, nhưng mà quan trọng là tin. Thế thì bây giờ việc của mình là thay đổi cái niềm tin cũ của họ. Thay đổi từ cái việc tiêu cực này thành cái tích cực. Thay đổi cái việc, cái tích cực này thì mình giúp cho người ta tích cực hơn nữa. Để giúp cho người ta là đã tích cực rồi thì anh chị chia sẻ giúp cho em, lan tỏa giúp cho em. Đó, thế còn chưa có gì mình đưa cho người ta những cập nhật thông tin, cái lý do. Vậy thì làm thế nào để thay đổi niềm tin mới là cái vấn đề mình làm? Học thì học như nhau, quy trình như nhau, thế tại sao có người làm được, có người không làm được? Quan trọng nhất là mình biết cách thay đổi niềm tin. Theo anh chị làm thế nào để thay đổi niềm tin? Đó là chị Chia sẻ thông tin. Hỏi. Chỉ bằng cách đặt câu hỏi thôi. Đúng không? Ngày hôm nay mà giả sử cả một cái dãy này ngồi đây, Huyền mà không đặt câu hỏi với chị Hoa, Huyền làm sao biết chị Hoa đang nghĩ như nào? Đang yêu Huyền hay ghét Huyền? Đúng không? Chị Nga kìa, không có hề có ý định lên quản lý. Thế Huyền mới hỏi là chị Nga, chị có, chị làm lâu thế, bây giờ kỹ năng bán hàng, kinh nghiệm của chị có ý định là sẽ lên thăng cấp lên quản lý không? Chị không, chị thì lên quản lý mệt lắm. Suốt ngày phải họp hành. Rồi chị không biết là chị có đủ kỹ năng để mà hướng dẫn đào tạo cho họ không? Chị không biết là có thể chia sẻ với họ không, bởi vì chị sợ là chị còn non rồi, là nhiều khi họ vào chị không hỗ trợ được, đúng không chị Nga? Chị nói với em thế là đúng không? Thì bằng cách Huyền phải gì? Hỏi. Và cái niềm tin cũ của chị Nga là đang là gì? Ôi sợ không hỗ trợ được, rồi là quản lên quản lý thế này lên quản lý thế kia. Đấy là cái niềm tin cũ không? Niềm tin cũ. Việc của Huyền là phải làm gì? Thay đổi niềm tin cũ. Vậy thì làm thế nào thay đổi? Huyền phải hỏi đấy. Huyền hỏi để chị đưa ra cái thông tin cho Huyền. Vấn đề của chị Hoa là sợ này, chị Nga sợ này. Lên, 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 lên. Bắt đầu Huyền xử lý cái niềm tin cũ của chị ấy.
niềm tin cũ không tốt, phải sở chưa cho chị một cái niềm tin mới, đúng chưa? Đưa chị một cái niềm tin mới. Niềm tin mới là gì? Lý do tại sao em chia sẻ chính chứng minh cho chị lý do tại sao phải lên quản lý. Em chứng minh cho chị. Thế sau khi nghe chia sẻ chị bắt đầu là à, chị thấy lên quản lý như vậy chị thấy thế nào? Ừ nhưng mà em vẫn sợ. Rồi ok sợ, đương nhiên là sợ rồi. Nhưng cái quan trọng chị có muốn không đã? Em cũng muốn. Thật chỉ là muốn thôi, chị sợ là sợ không biết như nào đúng không? Chị sẽ được học. Bây giờ em đưa chị phương pháp. Phương pháp, bây giờ muốn rồi mà hỏi muốn rồi mới đưa cho phương pháp. Phương pháp thì làm nào? Và Huyền hướng dẫn cho chị cách tổ chức gì đấy. Cái chương trình như vậy. Mọi người hình dung là cái quy trình chưa? Thì ở đây cái quan trọng nhất công việc của chúng ta nhớ giúp cho Huyền là thay đổi niềm tin cũ của khách hàng, đưa ra cho khách hàng một cái niềm tin mới. Và phương pháp để làm điều đó chỉ bằng cách gì? Đặt câu hỏi. Và việc đặt câu hỏi này là việc của ai? Mình phải mở lời đặt câu hỏi thôi. Cho nên việc của các anh chị giống như cái bài vừa sáng nay, viết một cái data ra, chị A, chị B, chị C đấy, mối quan hệ hình dung là từ khách hàng nào, bắt đầu tìm tự tìm được cái lý do cần phải tham gia như thế nhá. Bài tập về nhà chiều nay ngồi viết data, có danh sách rồi thì bắt đầu tiến hành làm thế nào để đặt câu hỏi, cách mở lời, mở lời như thế nào được học vừa nãy rồi, đối luyện vừa học xong rồi, quy trình có hết rồi, chỉ việc làm sao làm hay không mà thôi. À. Bây giờ thôi đi ăn trưa xong rồi về lại nhá. Ơ một tràng vỗ tay đi. Xong.